Victoria Tống Thiến, thánh lồi lõm Cbiz, hết biểu môi Triệu Lệ Dĩnh lại lườm nguýt Địch Lệ Nhiệt Ba. Hoạt động trong làng giải trí, nghệ sĩ không chỉ có tài năng mà cần phải biết cách cư xử sao cho khôn khéo đúng mực. Vô số lùm xùm khẩu chiến trong giới showbiz bắt nguồn từ việc những hành động cực nhỏ thể hiện thái độ khó chối cãi của các nghệ sĩ. Chính vì lẽ đó, việc quản lý biểu cảm sao cho có chừng mực văn hóa trở thành yêu cầu khắt khe của công chúng đặt cho người nổi tiếng. Nhân vật đang gây tranh cãi nhất nhì mạng xã hội thời điểm hiện tại đó chính là Victoria Tống Thiến. Người đẹp được cho là có những biểu cảm kém sang với đồng nghiệp, gây ra loạt tranh cãi không hề nhỏ trên mạng xã hội. Lương Nguyết Địch Lệ Nhiệt Ba. Tối ngày 18 tháng 11, buổi tiệc thân mật của các nghệ sĩ sau sự kiện thảm đỏ của tạp chí Elle được diễn ra rất vui vẻ. Tuy vậy, fan có mặt tại hiện trường lại vô tình chụp được khoảnh khắc Tống Thiến liếc Địch Lệ Nhiệt Ba với ánh mắt lạnh nhạt khi đàn em ngồi chung bàn ăn. Khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng lại khiến khán giả chú ý tới hành động bất thường từ phía Tống Thiến. Từ đó, dân tình cũng dấy lên nghi ngờ về mối quan hệ của hai mỹ nhân đình đám. Xuất hiện tại sự kiện Elle Style World 2021, Tống Thiến và Địch Lệ Nhiệt Ba đều mang thần thái và nhan sắc sang trọng quyến rũ, khiến netizen được dịp mãn nhãn. Cứ ngỡ rằng, khi ngồi chung bàn tiệc, hai mỹ nhân sẽ cho người hâm mộ tận hưởng khoảnh khắc bùng nổ visual, nào ngờ thứ bắt gặp lại là ánh mắt khó hiểu của Tống Thiến. Hiện nay, nhiều ý kiến về sự việc này đã được đưa ra. Trong số đó có netizen nhận xét, trong video đều muốn nói về ánh mắt của Tống Thiến, ánh mắt của cô ấy không lịch sự. Tuy vậy, đây mới chỉ là những suy đoán cá nhân, hai mỹ nhân trước giờ chưa từng có tin đồn ghen ghét nhau. Biểu môi trong lúc Triệu Lệ Dĩnh phát biểu. Tại sự kiện lễ trao giải Kim Ương năm 2020, Triệu Lệ Dĩnh đã cùng lên sân khấu với diễn viên Lâm Vĩnh Kiện để nêu tên các phim xuất sắc được đề cử giải Kim Ương. Đúng lúc này, màn hình lớn lại chiếu lên biểu cảm biểu môi của Tống Thiến. Nữ diễn viên sau khi thấy mình được quay đến đã giật mình và nhanh chóng nở nụ cười theo kiểu gượng gạo đến khó đỡ. Cộng đồng mạng liên hệ việc Tống Thiến bị tụt tay khỏi chiếc cúp Kim Ương vào phút chót với biểu cảm của cô và lên tiếng chỉ trích rằng cô đang bằng mặt không bằng lòng với Triệu Lệ Dĩnh. Cô ta làm sao thế? Có phải vì mất cúp vào tay Triệu Lệ Dĩnh không vậy? Tống Thiến nên quản lý biểu cảm đi, bao nhiêu máy quay nhìn vào thế cơ mà. Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng đã bênh vực Tống Thiến và đăng những hình ảnh cô cũng có biểu cảm tương tự khi đi ra sân bay hay tham gia chương trình giải trí. Họ chỉ ra rằng đây chỉ là thói quen của cô nàng khi tập trung vào điều gì đó mà thôi. Đáng chú ý, năm đó Tống Thiến còn ê chề vì bị ban tổ chức giải bóc mẻ gian lận phiếu bầu. Cụ thể, ở hạng mục nữ diễn viên được yêu thích nhất, Tống Thiến bất ngờ vượt mặt Triệu Lệ Dĩnh Dương Mịch để vươn lên dẫn đầu. Đáng nói hơn, số phiếu cô có được vượt xa Triệu Lệ Dĩnh. Tuy nhiên, đến tối 15 tháng 10, ban tổ chức Kim Ương 2020 công bố thông tin có một số đối tượng tấn công bảng bình chọn bằng số liệu ảo. Sau khi lượt lại số phiếu ảo, kết quả mới của giải nữ diễn viên được yêu thích nhất có sự thay đổi đáng kể. Tống Thiến từ hạng nhất đã bị đẩy xuống hạng 3, còn Triệu Lệ Dĩnh thì vươn lên dẫn đầu. Tống Thiến bị giảm đi 540.000 lượt bình chọn, chiếm 2/3 tổng số phiếu của nữ diễn viên. Số phiếu thực có của Tống Thiến chỉ là 379.000 phiếu. Trong khi đó, Triệu Lệ Dĩnh liên tục tăng thêm 30.000 phiếu, trở lại vị trí quán quân với hơn 860.000 phiếu. Kết quả này khiến số đông khán giả bày tỏ sự hài lòng, bởi theo nhiều người, cả về mức độ nổi tiếng lẫn sức ảnh hưởng, Tống Thiến đều không bằng Triệu Lệ Dĩnh. Nếu không gian lận phiếu bầu, Tống Thiến chẳng thể nào thắng Triệu Lệ Dĩnh ở giải thưởng bình chọn. Việc bị phát hiện gian lận làm Tống Thiến rơi vào tình huống khó xử, dù chẳng biết là fan cố tình tung phiếu bầu ảo để lấy vị trí quán quân cho thần tượng hay đoàn đội của Tống Thiến gây ra trò gian lận này, nhưng rõ ràng nữ diễn viên đã bị ảnh hưởng danh tiếng không ít. Giờ đây, Victoria trở thành nhân vật khiến công chúng bình luận và nhận xét gay gắt trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng cô nên học cách tiết chế cảm xúc, sửa thói quen để tránh lâm vào những tình huống dở khóc dở cười, dùng đồng nghiệp và chính mình vào tình thế khó xử. Được biết, Tống Thiến đang gây sốt mạng xã hội với phim Phong Khởi Lạc Dương, đóng cùng Vương Nhất Bác và Hoàng Hiên. Cách đây ít ngày, nhà sản xuất Phong Khởi Lạc Dương tiếp tục cập nhật hình ảnh hậu trường mới của dàn diễn viên chính, Hoàng Hiên, Vương Nhất Bác, Tống Thiến. Bộ hình vừa đăng tải, cộng đồng mạng đã lập tức bàn luận sôi nổi khi thấy quá trình tập trung ghi hình đầy thần thái của các diễn viên. Trước đó vào tháng 10, nhiều nguồn tin cho hay Phong Khởi Lạc Dương có thể được lên sóng vào đầu tháng 12 tới đây.